V-League. Song đây đã là lần thứ tư mà Văn Hậu được nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của sân cỏ quốc nội. Đội trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội bày tỏ rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đây là bóng rất là mới và trải qua một cái mùa giải thực sự rất là khó khăn. Đây là chiếc vô địch lần thứ tư.